À, các vị lật kinh ra được chưa? A Nan đảnh lễ sát chân Phật và bạch rằng: từ khi xuất gia, con ỷ lại nơi lòng thương của Phật, ham cầu đa văn, chưa chứng quả vô vi nên bị kẹt vào tà thuật của Phạm Thiên. Dù tâm rõ ràng nhưng sức chẳng tự tại, nhờ gặp Văn Thù khiến con được giải thoát. Thì ở đây thì cái đoạn này Ngài A Nan thuật lại là do vì cái thời gian trước đó Ngài chưa có ngộ, cho nên Ngài cứ ỷ vào lòng thương của Phật, rồi cứ nghĩ là Ngài thị giả của Phật, rồi nghĩ Phật sẽ ban cho, có thể ban cho Ngài cái quả chứng. Cho nên Ngài chỉ lo học và lo nghe nhiều mà không có tự tu chứng cái quả vị, cái pháp vô vi, cho nên Ngài mới là, cho nên Ngài mới bị đến cái, vì không có sự tu chứng cho nên đến khi mà bị cái tà thuật của cô Ma Đăng giả thì Ngài mới bị cái tà thuật nó mê hoặc, không có cái sức tự chứng tự tu đó, cái định lực nó không mạnh, cho nên Ngài mới bị là cái tà thuật nó ảnh hưởng. Nhưng mà đến khi mà bị như vậy rồi á, mà cái sự học của Ngài cũng không giúp gì được hết, Ngài học rộng ngang nhưng không giúp gì được, thì lúc đó Ngài mới, trong cái này là Ngài mới nói là tâm đã thông suốt, đã rõ ràng đó. Đây mới nói là, nhưng mà khi bị như vậy rồi thì tà thuật rồi thì tâm con đã rõ ràng. Thì ở đây rõ ràng cái gì? Cái rõ ràng có nghĩa là nếu chỉ chuộng với cái sự học và hiểu nhiều thôi thì rõ ràng nó không có đem lại lợi ích gì cho Ngài hết. Cái câu này ý nói là như vậy, dù tâm đã rõ ràng, Ngài đã rõ ràng ở đây không phải rõ ràng là chỉ cho Ngài tu chứng cái gì, nhưng khi bị nạn thì Ngài mới thấy sự rõ ràng được là cái sự học rộng nghe nhiều nó không đem sự lợi ích cho Ngài bằng cái sự tự tu và tự chứng cho Ngài. Cho nên nói là Ngài thông suốt, Ngài thông suốt và Ngài rõ ràng được cái sự lợi ích của tu tập. Nó khác đó, chỉ có sự tự tu mới giải thoát được thôi, cho nên mới là giải thoát được các nạn và giải thoát được sanh tử. Cho nhưng mà Ngài tuy khi đó Ngài đã rõ ràng là cái chuyện tu tập là nó tốt như vậy và nó cần thiết như vậy, nhưng mà cái lúc đó cái đạo lực của Ngài không có mạnh nhưng chống lại được, cho nên Ngài phải nhờ, phải Ngài Đức Phật mới kêu Ngài Văn Thù đem cái chú tới để giả cứu. Cho nên Ngài nhờ đó tuy trong cái nạn nhưng mà cũng giúp Ngài ngộ ra được, vì từ trước giờ Ngài ý vô cái sự học rộng nghe nhiều, chưa thấy được cái quan trọng của sự tu chứng, mà khi gặp nạn thì Ngài mới thấy được cái sự tu chứng là mới quan trọng. Rồi tiếp theo cái đoạn: tuy thầm nương vào thần chú của Như Lai nhưng còn chưa nghe chú ấy, cúi xin Đức Đại Từ thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi mà tuyên thuyết lại cho, nhờ mật âm của Phật mà thân tâm chúng con được giải thoát. Bây giờ đại chúng trong hội thảy đều đảnh lễ chờ nghe thần chú bí mật của Như Lai. Thì Đức A Nan mới nói tiếp là riêng Ngài A Nan á thì nghe được, còn đại chúng thì không ai nghe hết, tại vì đem cái chú đó tới giải cứu thì Ngài Văn Thù đọc chú cho Ngài A Nan nghe thôi, còn đại chúng đâu có được nghe chú đâu. Nhưng mà Ngài A Nan nói là tuy Ngài được nghe nhưng mà khi đó thì bị cái tà thuật, cho nên nghe nhưng mà cái tâm nó mê mang, nó không có rõ ràng, cho nên Ngài mới cầu xin Phật nói lại một lần nữa cho chính bản thân của Ngài nghe lại và đại chúng được nghe, để cho được ân chiêm, để cho được nhiều cái lợi ích cho hội chúng hiện tại và chúng sanh đời sau. Ở cái câu dài như vậy có, nhưng mà Ngài chỉ là thỉnh Phật nói lại thần chú thôi, vì chính bản thân Ngài trực tiếp nghe nhưng mà thần trí mê man cho nên nghe cũng không rõ. Khi ấy Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa thân Phật ngồi trên liên hoa. Trên đảnh ấy là phóng ra 10 đạo hào quang báo, trong mỗi đạo hào quang đều hiện ra 10 hằng hà sa kim cang mật tích đội núi cầm chày.
Ở khắp hư không, đại chúng ngước xem, vừa kính vừa sợ cõi Phật gia hộ, một lòng nghe Đức Phóng Quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng tuyên thuyết thần chú. Thì cái đoạn bài kệ này thì các vị mà tụng kinh Lăng Nghiêm thường á, là các vị đã nghe hết rồi phải không? Đã quen quá rồi. Thì thường tụng là ở trong công phu công, cái thời công phu sáng. Mà tại sao nó xuất hiện thời công phu sáng? Vì các vị tổ sư thấy cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rất hay, mà nhất là không thể nào mà tụng đọc hết được, mà cái quan trọng là cái thần lực của cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên các vị mới lấy cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm ở trong kinh Lăng Nghiêm này nè, rồi lấy cái bài đoạn kệ đó mới là soạn ra cái nghi thức công phu sáng cho người đằng người sau á, tụng đọc mà mỗi buổi sáng, cái người tu hành á tụng đọc mỗi buổi sáng. Cho nên các ngài lấy cái trích cho cái đoạn này và năm đệ Lăng Nghiêm soạn ra một cái nghi thức tu tập cho các vị tu sĩ sau này. Thì ở đây nói là trên nhục kế, tức là trên nhục kế thì các vị biết là trên cái đảnh tướng của Như Lai rồi. Mà ở đây là trên cái đảnh tướng đó là có cái ý chỉ cho cái pháp thân, là cái pháp thân, cái đảnh tướng của Phật thì không ai thấy, thì các vị là chỗ mắt thấy không ai, thì cái pháp thân của Đức Phật thì không thể nào mà ai mà thấy được, chỉ có những người tu chứng mới trở về được cái thể tánh đồng với Phật thì mới biết được cái pháp thân đó như thế nào thôi. Nhưng từ pháp thân đó là thể thì hóa ra cái hóa thân Phật ngồi trên cái pháp thân, thì không thể nào có cái là cái thể tánh vắng lặng, nó không có nói, nó không có tuyên, không nói, không có có một cái động gì cả. Nhưng mà hóa thân Phật thì mới là, đó là cái dụng của cái pháp thân, thì cái hóa thân Phật mới nói ra được, mới có những cái, cho nên mới là từ trên đảnh phóng ra hào quang, rồi có hóa thân Phật mới tuyên thuyết thần chú. Vì pháp thân thì là bản thể vắng lặng, không thể không có thể nào, không có nói, không có gì hết, mà chỉ có hóa thân Phật là cái dụng của cái pháp thân đó thì mới là có nói, mới nói ra thần chú được. Thì ở đây mới nói là tuy là cái hóa thân, nhưng mà thật sự ra hóa thân cũng ở trong cái pháp thân đó, thì để chỉ cho các vị thấy rõ ràng là từ chỗ không có nói, cái pháp thân là không nói đó, mà không nói cũng không, mà cũng không rời chỗ có nói, tức là từ ngay nơi cái pháp thân của mình đó, thì cũng nó, nếu mà mình chấp là có mình sống trong cuộc sống hiện tại nè, nếu mà mình biết được á, cái pháp thân bình là cái thể tánh bình lặng, không có nói nín gì hết, là cái chỗ bật tất cả các cái danh từ ngữ ngôn á, để cho mình đừng có chấp những cái hoạt động của mình, lời nói của mình là thật. Nhưng mà nếu khi mình đã chứng vào cái pháp thân, trở về cái Phật tánh mình rồi, thì khi mình đã trở về rồi, mình kiểm soát được ba nghiệp thân khẩu ý của mình rồi, thì từ cái chỗ đó, cái chỗ không có nói năng đó, mà cũng không rời cái chỗ không nói năng đó, cũng nói năng đó khi mình trở về pháp thân rồi, thì là cũng là nói năng, cũng là pháp thân luôn. Có hiểu ý tôi nói không các vị? Đó, cho nên á, ở đây nói như vậy là để cho các vị sống trong cuộc sống hàng ngày thực tế đây nè, đừng có chấp cho nói năng hay tất cả những cái mình làm là thật có. Nếu kêu chấp nó thật có thì nó là không đúng. Nhưng mà khi mình trở về, mình vẫn là nói năng, vẫn hành động, nhưng mà tất cả những cái đó vì cái mình sống cuộc sống này, nhưng mà mình đừng có để nó chi phối, đừng để cảnh chi phối, đừng để thôi, mình phải kiểm soát được ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Nói nhưng mà không nói, tức là vẫn là thanh tịnh, vẫn là không có bị sân si phiền não nó chi phối trong cái ba nghiệp của mình, thì đó là mình đang kiểm soát, là được mình ở trong cái pháp thân mà khởi dụng ra thành hóa thân để mà hành xử. Còn ở đây nói là kim cang mật tích, thì các vị biết kim cang mật tích chưa ha? Kim cang mật tích các vị có biết chưa? Không biết hả? Thì ngài Kim Cang Mật Tích thì theo Phật giáo Đại Thừa, mà nhất là bên cái Mật Tông á, thì họ rất là hay thờ các vị Kim Cang Mật Tích này.
Nhất Mật Tông thì thường thì ngài có được diễn tả trong kinh là ngài có cái thân hình màu đỏ hồng rất là săn chắc, thì tay của ngài cầm cái chày kim cang mà hiện tướng giận dữ. Chày kim cang là biểu thị cho đánh dẹp các cái ma chướng hay là đánh dẹp tham sân si phiền não, đánh tan nó đó, là hiện tướng giận dữ đó. Là giận dữ này là giận dữ với những cái ác, với những cái tham sân si phiền não đó. Còn cái tay trái thì nắm chặt để ngang lưng, còn đó là cái hình tướng của ngài đó. Còn cái miệng của ngài thì miệng là không hở, khi nào cũng khép lại. Thì thể hiện cái gì? Cái miệng ngài khép lại là thể vẽ cái ẩn kính, tức là tuy ẩn kính cái cơn thịnh nộ vào bên trong, với cái ý nghĩa là tất cả những cái cơn thịnh nộ này á, mà nếu mình siêu theo cái ác, có nghĩa là nó sẽ nổi lên những cơn thịnh nộ ở nó xuất hiện bên ngoài. Còn như vậy mình ngậm cái miệng lại, có nghĩa là mình biết ở trong cái cơn thịnh nộ này nó không có đúng, nó không có phải, và có cái ý ngậm lại, có nghĩa là đoạn ác, là muốn tiêu tan hết tất cả những cái ác. Nhưng mà tuy muốn tiêu tan hết những cái ác nhưng mà không thể hiện ra cái sân giận ở bên ngoài, là có ngài kim cang đó. Đó, còn thì Mật Tông thì thờ cái ngài này á, là thờ Đức Phật. Có theo kinh nói thì thờ Đức Phật Thích Ca, thì khi Đức Phật đi giáo hóa thì các vị thần kim cang này thường đi theo một bên để mà thường âm thầm theo hộ hầu bên cạnh của Đức Phật và bảo hộ Đức Phật, để cho các vị ngoại đạo hay quỷ thần á, nó đương nhiên là Đức Phật không quấy nhiễu được ngài Đức Phật được rồi, nhưng mà các vị này vẫn phát tâm đi theo để mà bảo vệ Đức Phật, và để cho những quỷ thần á, nó quỷ bờ ác nó không có quấy nhiễu Đức Phật, là bảo hộ. Nhưng mà thời khi đây là nói về thời Đức Phật còn tại thế, kinh nói như vậy. Nhưng mà ở thời bây giờ thì các vị này cũng đi theo, thường hay theo là bảo hộ tất cả những người tu hành, để cho những người tu hành này không bị quấy nhiễu. Thì ở đây nói về công hạnh của các vị này á, của các vị thần kim cang này, thì cái công hạnh thứ nhất là các vị này phát nguyện là hộ pháp, thì dùng tất cả các phương tiện và tùy theo cái sức của các vị ha, mà ủng hộ chánh pháp của Đức Phật, là coi như là che chở các vị tăng sống đúng với chánh pháp đó, để cho các vị này tu tập và hoằng dương Phật pháp đó, để truyền bá được cái Phật pháp, lưu thông được lâu dài, thì đó là một công hạnh của các ngài. Rồi thúc đẩy các thiện hạnh, thì các vị này nhờ là ẩn hình thôi, các vị thần kinh cang là bảo hộ các vị, thì để mà giúp cho những người mà thực hành những cái thiện hạnh hoặc là những cái Phật sự, và các vị mà tu hành theo lời Phật dạy, có thể trong những cái đàn tràng tu tập hay thuyết giới hay là thuyết pháp hay trì giới, thọ giới, trì tụng kinh chú, tất cả những cái việc lành mà khiến các ngài sẽ giúp đỡ cho, khiến cho tất cả những cái Phật sự đó, là tụng giới, tụng kinh hay là tu tập á, được tất cả những cái thiện duyên, không có những cái chiến duyên, không có cái chướng duyên xảy ra. Rồi bảo hộ người tu hành đó, rồi nói chung bảo hộ người tu hành là gia hộ cho, và những người mà tu tập, kể cả thiện nam tín nữ, tất cả những người nào mà hướng về sự tu tập thì các vị thần kim cang này đều bảo hộ hết. Rồi nhiếp phục phiền não. Tại vì sao mà nhiếp phục phiền não? Là vì á, không phải là phiền não cho cái người tu, mà khi á, các ngài ở đây nói cái từ là nhiếp phục phiền não, nhưng mà không phải là các Phật ngài nhiếp phục phiền não của mình, giúp cho mình được. Nhưng mà vì khi cái người đang tu thì họ chưa có chứng quả, cho nên trong cái tâm có thể là khởi lên phiền não hay khởi lên những cái chấp niệm hay cái vọng niệm đó, thì những cái chấp niệm vọng niệm đó là cái tai họa, để khiến cho cho những cái tai ương hoặc là những cái chướng duyên mà các vị mà muốn phá quấy á,
họ chỉ chờ cái dịp mà cái tâm của cái, những cái vị tu tập này nó vọng tưởng hay là phiền não khởi lên là nó nhập, mà coi như là nó mới vô được để nó khuấy phá được. Thì khi đó đó mà thì Ngài sẽ là giúp cho những cái người mà tu tập đó đó, bảo hộ những người đó, để trừ cho những cái lúc mà những người đó cái tâm không vững đó, thì Ngài cũng sẽ gia hộ cho để cho người đó tu tập, và những cái ngoại ma ở bên ngoài đó nó không xâm khởi. Cho nên mới nói là nhiếp phục phiền não, có nghĩa là giúp cho cái người này đang tu tập này, nếu tâm không chánh hoặc là không vững, mà khi mà khởi cái vọng niệm lên, phiền não lên, thì cái ngoại ma bên ngoài nó sẽ chờ chực cái cơ hội đó, nó phá quấy người tu, thì cái Ngài Kim Cang này sẽ giúp cái người đó tránh được cái nạn, để người đó tiếp tục tu, để cho cái người kia diệt được cái phiền não hoàn toàn. Cho nên mới gọi là nhiếp phục phiền não. Nhưng mà nhiếp phục không phải là Ngài bỏ mình, mà chỉ ngăn chặn cái tai nạn do cái phiền não của người tu nó khởi lên thôi. Tai qua nạn khỏi, thì ở đây Ngài giúp cho người tu á, thì để mà chặn lại những cái ác quỷ dạ xoa la sát á, hay là trùng độc rắn độc đó, thì nó không có tới phá quấy được cái người tu tập. Thật sự ra mình tu chưa tới, cho nên nếu mình tu tới mà năng lực mình mạnh á, thì bây giờ mình không thấy là tại vì mình tu yếu quá nên phải không, tự mình đã có. Cho nên nhưng mà những người ví dụ họ ngồi thiền ở trong rừng từ xưa đó, kỳ xưa đó họ ngồi thiền rồi họ nhập thiền luôn, những cái gì xảy ra bên ngoài hay là rắn rồi gì đó, họ không biết đó. Thì nếu không có các vị mà Kim Cang này họ trợ đó, thì những cái tai nạn này sẽ dễ xảy ra đối với những người tu. Cho còn mình đó, thì đó được Ngài giúp cho là phước lành tăng trưởng, rồi công việc thuận lợi nè. Là việc thuận lợi có nghĩa là tất cả những cái Phật sự á, cho mà của người tu mà làm á, thì cái người tu hành mà làm á, thì các Ngài sẽ giúp cho mình thuận lợi. Gia trì pháp đàn thì như thế đó, cái pháp đàn tức có nghĩa là cái pháp, cái đàn tràng mà để cho làm pháp, để cho mình tu Phật pháp hay là làm những cái pháp sự gì đó. Cái chỗ này thì các vị thấy rõ ràng là các vị mà trên mật tông ở bên Tây Tạng thường hay đó, có làm những cái đàn tràng đó, thì các vị thần Kim Cang này sẽ là hộ pháp cho những cái đàn tràng, như hàng tràng mạng là la rồi, thì hay các vị hay theo phướng phan đồ đến những cái đàn tràng đó, thì các vị này họ họ sẽ là gia trì là hộ pháp đàn tràng. Cho nên các vị biết, như bữa trước tôi nói các vị đó, tại sao các chùa đều phải kết giới đại giới hay là giới tràng rồi đó. Khi mà kết giới thì tất cả các ni chúng hoặc là tăng chúng ở trong khu đó, mọi người đều công nhận ở đó là cái đạo tràng. Ví dụ như là cái chùa Bồ Đề Phật Quốc đi, mọi người, con người đều biết, người và tất cả long thần hộ pháp đều biết đó là cái nơi ở của người tu, đó là cái chỗ ở, cái chỗ để tu tập, nó khác với cái nhà thường. Cho nên khi mà kiết giới như vậy, bốn vị tăng hay là cả chúng các vị tỳ kheo mà kiết như vậy, thì kiểu như là đã mật niệm với nhau mà cho thấy biết ấn định đó là một cái chùa, thì cái đất Già Lam nó sẽ khác hơn cái đất của cái nhà của người ta. Cho nên thì có các vị long thần hộ pháp, khi đã tăng chúng đã công nhận cái chỗ đó là cái chỗ, cái chùa để tu tập rồi, thì long thần hộ pháp họ sẽ tới đó để gia hộ, sẽ gia hộ. Cho nên là cái là gia trì pháp đàn là vậy đó, hay là gia trì cho cái. Thì ở đây nói là có một cái chỗ, cái đoạn này mình cần phải nói nữa, từ tại sao cái thần chú mà có thể, thần chú mà khi Ngài Văn Thù Sư Lợi đọc thôi á, thì khiến cho Ngài A Nan tức thời thoát được cái tà chú của Phạm Thiên, của cái cô Ma Đăng Già đó. Là vì cái ở đây các vị họ giải thích là thì
cái chú này là tự tánh định kiên cố, tự tánh định, tại vì nói từ cái pháp thân rồi hiện ra hóa thân nói có nghĩa là cái thể tánh của cái này là cũng từ là cái thể tánh bản của cái tự tánh, cái chân tâm bản tánh là cái này á, thì là cái tự tánh định kiên cố của cái chân thật, cái tâm chân thật của mình mà Đức Phật nói ra. Còn cái chú của Phạm Thiên thì không phải là một cái pháp kiên cố, phải không? Nói từ cái sự tu tập của các vị, nhưng mà không, sự tu tập của các vị trở về cái định, nhưng mà cái định này cũng không phải là định kiên cố, hay là không phải trở về cái chân tâm bản tánh chân thật, mà cũng cái tâm bình thường nhưng mà không bị xao động từ một cái định, thì cái đó không phải là cái tự tánh kiên cố, thì nó cũng chỉ cái định của các vị của các vị mà Phạm Thiên á, thì so với cái tự tánh định thì nó chỉ là giả là huyễn thôi. Cho nên các vị mà tu ở trên cõi trời, cái định mà cõi trời phi 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 tưởng xứ rồi cũng rớt xuống lại, là trời, luân hồi trong tam giới lại. Cho nên cái thần chú là nói từ cái tự tánh định, là nó chân thật, nó kiên cố. Nói ra thì khi mà cái tà chú của cô Ma Đăng á, là cái đó là không phải là tự tánh định, nó không phải là cái tánh của nó, không phải là kiên cố. Cho nên cái không phải là kiên cố đụng với cái kiên cố thì cái kiên cố sẽ thắng cái không kiên cố, tức là cái tà chú. Cho nên khi đó là làm cho Ngài A Nan thức tỉnh liền, mà phá được cái thần chú đó liền. Thì ở đây nói là như vậy đó, như là mà không phải chỉ là cái thần chú đó không, mà thần chú đó không phải nói ở đó không, mà cái bản thể từ cái chân tâm bản tánh, từ cái pháp thân mà nói ra, thì pháp thân của tức là nói là cái thần lực của Như Lai, nhờ cái thần lực mà cái chân tâm bản tánh, cái pháp thân của Đức Phật thì đâu có phải nó ở khắp hằng hà, ở thế giới, nó ở khắp đâu đâu cũng là quang minh, đâu đâu cũng là giải thoát hết. Cho nên cái thần chú đó khi nói không phải là chỉ ở nơi cái Ngài A Nan không, đó là chỉ là cái dụng nói ra cái thần chú ngay lúc đó, nhưng mà từ cái pháp thân nó ra, mà pháp thân thì là nó ở khắp pháp giới, cho nên cái lực của thần chú nó rất mạnh. Cho nên rồi cộng với cái sự hộ trì của các vị thần kim cang á, vị thần kim cang là đi hộ trì, nhất là trong những cái đàn tràng mà của mật tông á, thì hai cái đó nó hợp lại, cho nên các cái tà thuật cũng như là ở đây tổ nói là cũng giống như là bụi tuyết, cái bụi tuyết tức cái tuyết đó, nó rơi xuống mà nó vì tuyết nó rơi xuống nó rất là mong manh, nó nhẹ mà rớt vô cái lò lửa hồng thì cái bụi tuyết đó lập tức tiêu tan. Cái lò lửa hồng là ví cho cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì còn cái tà thuật hay tà chú của cô Ma Đăng già thì cũng giống như cái bụi tuyết thôi. Khi cái bụi tuyết mà nó rơi vô cái lò lửa hồng thì bụi tuyết đâu có còn gì nữa. Cho nên mới nói là mới như vậy, cho nên mới giúp cho Ngài A Nan thoát nạn được liền. Rồi thần chú Thủ Lăng Nghiêm, giờ bây giờ là nói qua năm đệ thần chú Thủ Lăng Nghiêm phải không ạ? Thì ở đây năm một cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm á, thì trước khi nói Đức Phật tuyên đọc thần chú trước khi á, thì Ngài nói ra năm hội chú thơ tuyên. Thì chú thì các vị biết là không ít là dịch và không có giảng, là vì chú thì nó chứa đựng rất nhiều hàm ý, cho nên nó không có dịch không giảng được. Mà ở đây á, là chính vì cái tâm tập trung á, để mà trì thần chú thì không lăng xăng, thì nhờ đó mình vô định thì mới có. Mà khi mình định tâm á, mà trì chú thì nó mới cảm ứng được với chú, rồi thầm hợp với chư Phật thì nó mới có hiệu quả và có lực gia trì không thể nghĩ bàn được. Thì ở đây các vị nói về thần chú thì các vị cũng ở đây ai cũng biết chú rồi, nhưng mà thì chúng tôi cũng giới thiệu một chút xíu về thần chú ha. Tại vì cái khúc này thì tôi tính có ý kiến như thế này. Tại vì con đã học thần chú
Chúa Thông Nghiêm rồi. Cái phần trong quyển sách này phần trang 303 nó dụ dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Cô nói thẳng vào cái đề tài là dụ dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chứ sư bây giờ sư nói từng câu từng câu từng chú một thì không, tôi không có nói. Dạ, dạ không. Thì tôi không có nói từng câu. Dạ. À không, tôi không có nói. Dạ. Tôi chỉ. Dạ, đây là có cái dụ dụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. À không không. Dạ, thì nghe nó hiểu không? Dạ, A Di Đà Phật. À dạ, đúng rồi. Dạ, tôi có chỉ là đưa kiến đó. Dạ. À, mô Phật, tôi không có nói từng câu. Vì tôi nói chưa có hết lời. Là tôi tính là nếu mà các vị chưa biết được cái nghĩa của năm đệ thì tôi sẽ đọc cái nghĩa của năm đệ Thủ Lăng Nghiêm. À không, mà có vị đã nói có cái nghĩa rồi. Tôi đâu biết cái nghĩa rồi. Hả? À hả? À có người chưa học hả? Thì đó, thì tại vì tôi thấy ở đây thường á là các vị tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nhưng mà chỉ động trên tiếng Phạn, phiên âm chữ Phạn, còn cái ý nghĩa nói cái gì á có thể rất rất ít có, rất ít trên mạng cũng ít có, mà rất ít có thì tôi tính tôi sẽ đọc cho các vị cái nghĩa để khi mà tụng cái chú đó ra mình hiểu là cái đệ thứ nhất nói về cái gì, đệ thứ hai nói về cái gì. Tuy mình không nhớ hết nhưng mà khi mình đọc được cái nghĩa rồi thì mình có thể hiểu. À, mà trước khi tôi đọc cái nghĩa của năm đệ Lăng Nghiêm á thì tôi muốn nói cho quý vị biết để quý vị, các vị cũng có học rồi nhưng mà tôi nghĩ là à không, tôi có thể tôi giải thích thêm cho quý vị cái biết cái Đà La Ni với thần chú như thế nào, nó chi tiết hơn một chút, thì chi tiết hơn tôi giải thích chú là như thế nào, thần chú như thế nào, sao gọi là thần, gọi là chú gồm một bài dài, chú là một câu hay là chú một chữ, thì tôi tính giải thích cho các vị. Vì ở đây chú là nó đi tới với cái nghĩa là Đà La Ni, mà các vị biết cái chữ Đà La Ni rồi phải không, thì khi học cái nghĩa đó rõ rồi thì các vị mới biết như thế nào, rồi mới thấy được cái qua những cái diệu lực hay là cái sức khổ trì, cái sức mạnh của thần chú như thế nào. Thì chúng tôi là muốn nói với quý vị cái việc đó đó, các vị phải hiểu từ Đà La Ni chi tiết một chút thì mới thấy được cái diệu dụng, hoặc là mới thấy được cái sức lực của thần chú nó mạnh như thế nào. Thì không phải chỉ có Phật giáo mới là có thần chú. Tại vì có nhiều người họ không tin, họ cứ nghĩ là ở cái câu đọc như vậy chắc không có thần lực gì hết. Cho nên tôi muốn cho cái niềm tin của quý vị đối với chú á, nó tăng lên, thì tôi mới đưa cho quý vị tới một cái á, là chẳng những Phật giáo mới đề cập tới thần chú, mới có thần chú, mới có cái pháp môn mật tông chú và chú, mà ngoài Phật giáo ra cũng có các cái đạo giáo khác tu về thần chú, cũng có thần chú nữa. Như ở đây chứng minh là trong bộ kinh Lăng Nghiêm này có đề cập tới là chú Phạm Thiên của tà thuật thì mà làm mê mẩn, thì đó là cũng một loại chú, nhưng mà chú tà chú của Phạm, của ngài Ma Đăng, nhưng mà nó có hiện hành rõ ràng, đó là thời xưa. Còn bây giờ thì đó, như các vị thấy rõ ràng theo định nghĩa của cái trang web mà của, thì người ta cũng có người bây giờ người ta vẫn công nhận là có thần chú, chú ngữ hay là bùa chú hay là bùa mê, mà họ định nghĩa cái chú là như thế nào. Chú là một cái công thức ma thuật mà kích hoạt cái hiệu ứng ma thuật lên một con người hay là một con vật, nó có khả năng kích hoạt đó. Cái thần chú, đây là cái định nghĩa của khoa học nghe. Khoa học đó nó nói là một cái công thức ma thuật. Ma thuật mà nhằm kích hoạt cái hiệu ứng nó xảy ra ma thuật lên một con người hay là một cái vật gì đó, là công, thì đây là một cái công thức mà có thể, cái công thức này có thể là được nói ra, được đọc ra hoặc tụng lên, thì đó là cái chú, cái định nghĩa chú của ngoài đời, của người hiện tại đó. Thì một câu thần chú có thể thực hiện, thì họ, đây là cái trang web của mà cái từ điển mở đó. Họ nói đó là một câu thần chú có thể thực hiện được trong các nghi lễ cầu nguyện hay trong thế giới pháp thuật của người đời bây giờ đó. Thì ở đây của người đời thì người ta
gọi những người mà thực hiện đó là pháp sư hay phù thủy hay là các vị tiên nhân, họ có thể sử dụng thần chú. Đây là ngoài đời nha, thì các vị thấy ngoài đời đó, người ta ngoại đạo thì người ta yếm bùa chú hay là nói cho người khác nghe, tất cả những cái đó nó được xếp hạng vô cái bùa chú hết, bùa chú của người đời hết. Cho như các vị nói có thể nói là tôi có quen một người quen ha, rồi tôi kể cho vị, tại vì tôi muốn tăng cái niềm mà tin đối với quý vị, thì trước khi tôi nói về thần chú của, chứ nhiều khi là nói là không tin. Có, tôi có quen một người, mà cái người đó là đi dạy học, nhưng kỳ đi dạy học mà người ở ở đồng bằng, mà lên khi đó là miền núi á, họ là chậm phát triển, cho nên cái người thầy này ít khi giáo viên của người kinh, gọi là người kinh mà lên các miền núi để mà dạy học lắm. Nhưng mà cái người này họ có tâm huyết, họ muốn thấy cái người mà trên dân tộc á không có văn hóa, rồi họ phát tâm họ lên đó. Họ lên đó họ dạy, mà cái người này là chưa có vợ, cái người một vị người đàn ông chưa có vợ lên đó. Thì có một cái ông già làng mà trên cái vì dạy học trên núi thì ông ở đó lâu lâu ông mới về thăm nhà với cha mẹ thôi. Thì thấy ông này á không có, chưa có gia đình nữa, thì hỏi sao không có gia đình á, không có ai thương ông hết. Thì trong một cái ông già làng trong cái dân tộc đó mới nói là tôi chỉ cách cho cái ông này nha, một cái chén nước nè, đây là một cái chén nước ha, mà cách thổi về cách đọc như thế nào đó, mà thích người nào đó, mà mời họ uống nước rồi mà thổi vào đó rồi đọc cái câu chú gì đó, cái ông đó ông kể nghe đó là cái mà ông thích ai là để cho cái người đó uống á, là coi như mê á. Đây là cái chuyện có thật, cho nên tôi kể cho quý vị nghe thì thành để quý vị mất thời gian một chút xíu, nhưng mà thật sự ra là để cho quý vị biết cái thần, cái chú mà thuộc của cái người dân tộc đó, ở nước Việt Nam mình là có rất nhiều dân tộc mà họ cũng có thể họ làm vậy được nữa. Mà đương nhiên không phải là chỉ uống một ly đó mà mê cả đời, nhưng mà cũng có phải có thời hạn, phải không? Rồi xong đó bao nhiêu lâu đó phải coi như là vẫn phải ban đầu thì muốn là như vậy, nhưng mà sau nếu mà ví dụ cái người kia mà thật lòng thương cái ông thầy giáo này rồi á, cái người mà chỉ á, thì ông thì thôi khỏi dùng. Nhưng mà ví dụ như họ vẫn không và họ vẫn chưa có tình cảm thiệt sự á, thì không phải một lần như vậy là người ta theo, thì đương nhiên là người ta cũng thích đó. Có biết cái sức chú đó là nó lôi cái cô đó là cũng có mê cái người này, nhưng mà vì cái sức chú, nhưng mà phải bao lâu đó phải làm lại một lần, trong thời gian đó cũng phải là phải cho người này uống, chứ không phải uống một lần là coi như là được liền. Nhưng mà nó cái công lực của cái nó đó cũng phải chỉ duy trì một thời gian thôi. Đây là cái người này là kể lại đó, vô chùa kể đó, chứ không phải là nói là ổng là thầy giáo mà vì thấy họ thương ổng á, thương cái ông thầy này đó, không có gia đình mà là chịu lên cực khổ trên cái miền xa xôi của người dân tộc để dạy học. Rồi từ ông cái ông già đó, ông già làng đó, trưởng lớn lớn trong làng mới chỉ cho ông cách đó. Đã tôi kể cho các vị nghe để cho các vị thấy rõ ràng đó là chú của người dân tộc thôi mà nó cũng vẫn có cái năng lực như vậy. Nó có năng lực như vậy đó. Thì còn ở trong Phật giáo mình đó, thì cái tịa chú thì thường hay nói là tiếng âm, tiếng chú thì dịch hay là phiên âm ra của tiếng Phạn là Đà La Ni. Tiếng Phạn là Đà La Ni thì có khi là mình gọi là minh chú, thần chú, mật ngôn hay chân ngôn hay là Phật ngôn. Thì các vị hiểu sâu hơn, tôi biết các vị biết rõ ràng cái tiếng Đà La Ni là nó như thế nào rồi, nhưng mà ở đây tôi muốn giải thích cho quý vị sâu hơn để cho quý vị thấy rõ được cái năng lực của thần chú và cái ý nghĩa thần chú nó cao siêu, chứ không phải nó của Phật giáo của mình, chứ không phải là nó chỉ hời hợt. Thì chữ Đà La Ni thì dịch là tổng trì hay là năng trì hay là năng già hay là năng giá. Thì trong Luận Đại Trí quyển số 5 á, thì và có một bộ nữa là Phật Địa Kinh Luận quyển cũng quyển 5 luôn, giải thích cái chữ Đà La Ni này cho nó rõ ràng. Thì Đà La Ni á, tại sao dịch nó cái nghĩa là tổng trì. Đà La Ni là thần chú thôi, mình nào cái tiếng bình thường mình hay gọi là thần chú hay là
chú hay mật ngon chân ngon thôi, nhưng mà dịch ra chữ Đà La Ni này á, là tổng trì. Thì tại sao dịch nó là tổng trì? Vì cái nó có cái sức á, là có sanh ra một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ này có thể tóm thu, mà nó có cái diệu lực á, ghi nhớ vô và giữ gìn vô lượng Phật pháp, không có cho mình quên mất, không có cho mình quên mất. Và cái diệu dụng đó là chỉ cho cái diệu dụng của Như La Tạng đó. Cho nên khi mình tụng chú này có nghĩa là mình trở về cái chân tâm, trở về cái thể tánh Như La Tạng của mình, thì Như La Tạng của mình mới gìn giữ được vô lượng cái Phật pháp, mà không để nằm ở trong chủng tử, cho nên không thể nào là nó quên mất. Và cái diệu dụng đó được diễn đạt là trong một pháp nắm giữ tất cả pháp, trong một lời nắm giữ tất cả lời. Thì rõ ràng ví dụ như trong một lời, một chữ thôi ha, ví dụ chữ án, các vị trong pháp tu mật tông có người họ dùng một chữ án thôi, họ quán chiếu và họ chữ án thôi, thì khi mà đến một chữ án họ quán chiếu đến mức độ họ tu chứng rồi, thì trong một chữ án mà là chứa hết tất cả các cái pháp môn, chứa hết tất cả, mà trở về với chân tâm bản tánh rồi, thì là cho nên mới nói là trong một lời nắm giữ tất cả lời, rồi trong một nghĩa nắm giữ tất cả nghĩa, rồi giờ do đó mà từ cái sự ghi nhớ một lời một nghĩa ấy, có nghĩa là mình chỉ trả lời chỉ nhớ một chữ án rồi mình ngồi tu thôi. Trong mật tông có người họ chỉ chọn một chữ án họ ngồi quá, các vị có nhớ, có biết cái đó không ạ? À? Có nghe đó, cho nên đó là thần chú thì liên tưởng đấy, tóm thu hết vô lượng Phật pháp ở trong đó, không mất mát, chỉ trong một chữ án thôi, ví dụ vậy, hay là chỉ một câu. Thì từ cái ý nghĩa này, khi mà nó nói đến cái Đà La Liên Ni á, thì người ta liền liên tưởng tới cái các loại thần chú. Các loại thì trong Đà La Ni có các loại thần chú, thì người thường y cứ và người ta sắp xếp các loại thần chú theo cái câu ngắn hay dài của loại thần chú. Thì câu dài nhiều chữ thì thường á, mình hay nói Đà La Ni đều là chú hết, nhưng mà thật sự ra khi dùng chữ Đà La Ni á, thì để cho những cái câu chú rất là dài cả một bài, thì khi đó mới gọi là Đà La Ni. Đà La Ni ví dụ như chú Thủ Lăng Nghiêm hay chú Đại Bi, nó dài như vậy thì cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm hay bài chú Đại Bi mới gọi là Đà La Ni. Nhưng mà chỉ là một câu ngắn thì gọi là chú, chứ không phải là gọi là chú như là câu Yết Đế Đế Ba La Yết Đế Ba La Ta Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha, nó ngắn như vậy thôi. Hoặc là Án An An Lệ Thì Xá Đề, chỉ một câu ngắn như vậy thì gọi là chú. Đà La Ni khác nghe câu chú khác. Còn đây trước giờ mình chỉ không phân biệt được như vậy, mà cái gì mình cũng gọi chú, cái gì mình gọi là Đà La Ni cả. Nó có phân biệt theo ngắn dài khác nhau. Còn nếu mà cái câu đó chỉ là hai chữ hoặc là chỉ một chữ thôi á, thì gọi cái đó là chủng tử. Chủng tử như là chữ án. Như hồi nãy chữ án có người họ chỉ quán chữ án, hay là ngồi chữ họ niệm, hoặc là chỉ quán chữ án thôi, thì cái đó là gọi là chủng tử. Nó khác nữa, hoặc là khi mà các vị hay đọc cái câu chú là An Lam An Lam An Lam đi vô cái kinh Pháp Hoa đó, có đọc cái chữ An Lam 7 lần đó, thì đó thì cái này là gọi là chủng tử, nó khác. Thì các vị đó rõ thì đó, cho nên nó họ chia ra, chứ không phải cái nào cũng là mà đọc bằng tiếng Phạn là chú hết, không phải như vậy. Về Đà La Ni thì nó có công năng như thế nào? Thì nó có công năng á, là cái thứ hai đó là công năng thứ nhất là tôi giới thiệu cho quý vị là tổng trì ha. Còn cái thứ hai nó có công năng á, là cái Đà La Ni nó có công năng là gìn giữ tất cả các pháp thiện, cho nên được dịch là năng trì. Cho nên Đà La Ni được dịch là năng trì, tại vì năng là có thể cái khả năng, trì là duy trì, mà duy trì cái gì? Duy trì tất cả các pháp thiện, cho nên Đà La Ni gọi là năng trì. Vì còn cái thứ ba, công năng thứ ba của Đà La Ni thì nó có thể ngăn ngừa và tiêu diệt hết tất cả các pháp ác, cho nên dịch là năng già hay là năng giá. Năng già hay năng giá thì cũng là giống nhau, cái khác cái dấu sách. Giá có nghĩa là ngăn, thì các vị nhớ cái chữ giá giới đó, là cái giới uống rượu là giá giới phải không, là ngăn ngừa thôi, thì nó ngăn ngừa
tất cả những cái pháp bất thiện, cái pháp ác, thì cái công năng của Đà La Ni là như vậy. Cho nên trì chú nó có công năng vậy, cho nên trì chú là phát triển cái thiện ha, rồi là ngăn ngừa cái ác ha. Cho nên các tôi muốn giải thích chi tiết cho các vị một lần cho các vị hiểu, cho thứ nhất là rõ luôn cái từ Đà La Ni về chú, thứ hai nữa các vị mới thấy được theo cái định nghĩa này mới thấy được cái năng lực của thần chú nó như thế nào. Thì đó, thì các vị biết mà bên mật tông á, thì cái thấy là cái mạng Đà La thì hai ý, mạng Đà La gọi là ý mật cùng với thần chú là ngữ mật, phải không? Kết hợp với là ấn, các cái ấn á, là thân mật. Thì nếu mà tu tập ba cái này thì tam mật đó, thì ba mật tức là ba nghiệp thân khẩu ý đó, mà nó giữ được ở trong định và thanh tịnh hoàn toàn, thì tam nghiệp này á, là nó hợp với là tam nghiệp chư Phật, tức là thành Phật đó. Của bên mật tông là ý mật là thân, thần chú là ngữ mật, là ngữ mật, và là ấn là thân mật. Thì khi mà tu như vậy cũng là tu ba nghiệp thôi. Cho nên nếu mà ba nghiệp để trong định, và trong định thì đương nhiên là hàng thanh tịnh rồi, cho nên nó hợp với, thầm hợp với ba nghiệp của Đức Phật thì là thành Phật. Cho nên tu chú không phải là bình thường, từ chú đưa vô định. Như vậy cho nên mới nói là tâm của mỗi câu thần chú là mỗi tâm ý của Phật Bồ Tát. Cho nên mà trì tu trì chú tức là tu nhờ câu chú để vô định, để thầm hợp với tâm của, từ đó tới định mà thầm hợp với là tâm của chư Phật để thành Phật thôi. Cho nên cái phần mà nói về tu định lại là đưa vô thần chú Thủ Lăng Nghiêm, đưa vô thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên như vậy ha, thì các vị hiểu thêm một chút xíu về thần chú như vậy, để cho các vị biết còn một chút xíu nữa ha. Một cái nữa là, tôi quên một cái nữa là, cái thần chú nó đưa đến cái gì cho mình đâu rồi. Nó đến là nó có cái công năng nhiếp phục nè, tăng trưởng nè, rồi đó. Cho nên các vị hiểu như vậy thì các vị mới thấy là cái thần chú mình tu tập nó rất là có lợi ích, khiến cho mình được định mà có cái sức gia trì của thần Kim Cang của mười phương chư Phật. Thì bây giờ các vị muốn nghe cái thần chú số 1 ha, cái đệ số nhất về cái nghĩa của cái đệ số 1 ha, đệ nhất thần chú Thủ Lăng Nghiêm ấy. Thì cái này thì dựa theo cái việc dịch của ngài Huyền Thanh, của hòa thượng Huyền Thanh dịch ấy. Thì bắt đầu tôi chỉ đọc cái nghĩa thôi ha. Thì như các vị học á, thì Đức Phật dạy cái cách mà lập đạo tràng thì đầu tiên là phải vô đảnh lễ quy mạng Phật và Bồ Tát, các vị thanh văn la hán. Thì đây là đệ nhất, là với cái ý đó đó ha. Thì đây là cái nghĩa của đệ thứ nhất nè: quy mệnh tất cả Như Lai thiện thể ứng cúng chánh đẳng chánh giác cùng với một ức có nghĩa là 100 triệu cái đỉnh kế tuyệt hảo của tất cả Như Lai, quy mệnh tất cả Bồ Tát đẳng, quy mệnh 7 ức tức là 700 triệu chính đẳng chánh giác với chúng diệu thanh văn tăng, quy mệnh A La Hán trong thế gian, quy mệnh chúng dự lưu quả, quy mệnh chúng Nhất Lai quả, quy mệnh chúng bất hoàn quả, quy mệnh chúng đạt 4 quả và chúng đạt 4 hướng trong thế gian, quy mệnh chúng thiên tiên, quy mệnh chúng thành tựu trì minh tiên với chúng khéo hủy diệt hàng ngàn phiền não đáng ghét, quy mệnh tức là trở về đó, nương tựa quy y á, chúng phạm thiên, quy mệnh chúng đế thích thiên, quy mệnh thế tôn tự tại thiên ô ma phi với hàng quyến thuộc, quy mệnh thế tôn na la dây yên thiên, 5 đại ấn là nơi kính lễ của vô ái tử, quy mệnh thế tôn đại hắc phiên phá hoại 3 cung thành vui thích ở Gò Mã là nơi kính lễ của chúng quỷ mẫu, tức là phá hoại đó quỷ tự mẫu nè, quy mệnh thế tôn Như Lai bộ tộc, quy mệnh Liên Hoa bộ tộc, quy mệnh Kim Cương bộ tộc, quy mệnh Bảo bộ tộc, quy mệnh Khố Tàng bộ tộc, quy mệnh thế tôn kiên cố dũng mạnh cung kích vương Như Lai ứng chánh đẳng giác, quy mệnh thế tôn vô lượng quang Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, quy mệnh thế tôn bất động Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, quy mệnh thế tôn dược sư lưu ly quang vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, quy mệnh thế tôn khai phu hoa sa
La Thọ Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, quy mệnh Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, quy mệnh Thế Tôn Bảo Tràng Vương Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, kính lễ các đẳng ấy xong rồi, con xin kính lễ Đức Thế Tôn Nhất Thiết Như Lai Định Kế Bạch Tảng Cái này. Ngài là vô năng thắng thầm thâm, điều phục mẫu, Ngài giáng hạ phục tất cả các loài quỷ ác gây phiền não, Ngài hay cắt đứt minh chú khác, Ngài hay chặn đứng sự chết yểu không đúng thời, Ngài hay giải thoát tất cả sự trói buộc, Ngài hay ngăn chặn tất cả giấc mộng xấu ác, Ngài hay tồi hoại 84.000 phiền não, Ngài hay khiến cho 28 vị tinh tú vui vẻ, Ngài hay tồi hoại 8 phiền não lớn, Ngài hay chặn đứng tất cả oan gia, Ngài hay cứu thoát mọi tai nạn về chất độc do vậy lửa nước vân vân. Ngài hay khiến cho tất cả ấn chúng vô năng thắng khinh an mẫu, đại lực sân nộ mẫu, đại uy quang mẫu, đại uy diệu mẫu, đại bạch quang diệu mẫu, đại lực bạch y mẫu, thánh cứu độ mẫu, Phật nộ mẫu, phổ mãn tối thắng kim cương mang mẫu, liên hoa chiến thướng mẫu, an lạc phổ mẫu, kim cương bổn lai thực mẫu, nhu thiện hỏa mẫu, tối thượng kim quang tỏa phổ tạng mẫu, kim cương đồng nữ trì tính nữ mẫu, minh chú niệm châu mẫu, quốc kim hương bảo phổ mãn mẫu, biến chiếu khắp nghĩa lợi đỉnh kế la sát mẫu, kim quang kim cương chức mẫu, bạch sắc mẫu, liên hoa nhãn mẫu, nguyệt quang mẫu, hết thảy ấn chứng như vậy hãy ủng hộ thủ hộ cho chúng con, nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con. Cái câu mà nguyện ban soi đường chiếu sáng đã hết cái đệ thứ nhất là như vậy rồi ha, thì các vị nhớ là bốn đệ thì ô hồng ta tất đạt ba đô mà ấn số nó mà tỏa, bốn câu bốn đệ đều có cái chữ mà ấn số nó mà tỏa hết, các vị nhớ không? Thì đó là cái câu nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con. Cuối cùng thì ở đây cái đệ thứ nhất này là Đức Phật, như cái việc mà cái lý thuyết ở trên mà Đức Phật dạy mình lập đàn tràng và cái cách tu đó, thì 7 ngày đầu tiên phải quy mạng 10 phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán, thanh văn, rồi 4 quả đó. Thì là cái câu, cái đệ số 1 này là 7 ngày đầu tiên đó, mà Đức Phật dạy cho mình trong 7 ngày đầu tiên, các vị nhớ không à? Đó là quy mạng, là đảnh lễ, là sám hối đó. Thì tất cả như đây là quy mạng những cái danh hiệu mà trong đệ thứ nhất, trong đệ thứ nhất dạy cho mình. Còn cái câu cuối cùng là án nước mà tỏ đó là nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con. Nên trong chỉ có đệ thứ năm mới không lập ra cái câu đó thôi, là vì án a na lệ rồi. Còn bốn cái đệ đầu tiên đều lập lại cái câu này, tức là cái câu mình nguyện cầu hãy ban cho con cái ân đức soi đường chiếu sáng cho con hết, phải không? Rồi mình tiếc hết giờ rồi phải không? Rồi bây giờ mình nghĩ cái chỗ này. Thì đó, tôi cũng muốn đọc cho các vị hiểu qua cái nghĩa của cái đệ chủ tiểu phạm như thế nào. Thì khi các vị trì tụng, các vị mới biết cái thần lực cái đệ này nó ủng hộ cho mình là cái gì. Cái này vừa cầu quy mạng mà vừa để tiêu tai tất cả các cái nạn quỷ đó. Trong này có kể ra một số tai nạn mà nhờ tống chủ thân mà mình cầu 10 phương chư Phật để cho mình tiêu tai nạn trong cái đệ thứ nhất. A Di Đà Phật.